ngày 14 tháng 7 năm 2023, nhằm ngày 27 tháng 5 năm Quý Mão, Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Pháp chế Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, đã quang lâm về Trường Hạ Thiền viện Quảng Đức, trụ sở văn phòng 2, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, thuyết giảng đề tài Nét đẹp tăng đoàn cho hành giả an cư tại Thiền viện Quảng Đức. Tại buổi giảng, Hòa Thượng Thích Huệ Thông phân tích làm rõ nét đẹp của tăng đoàn là nét đẹp của thanh tịnh, hòa hợp và bình đẳng dựa trên nền tảng của giới luật Ba La Đề Mộc Xoa. Trong 12 năm đầu Phật chưa chế giới luật, chư tăng sống trong tinh thần lục hòa cộng trụ, thân hòa đồng trú, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân. 12 năm sau khi Phật thành đạo, trong tăng đoàn xuất hiện một số vị tỳ kheo không thanh tịnh. Vì nào phạm lỗi nào Phật chế giới ấy, các vị tỳ kheo trong tăng đoàn biết mà gìn giữ. Giới luật của Phật làm tùy phạm tùy chế, Phật không tự chế ra giới luật khi chưa có tỳ kheo vi phạm. Giới luật của Phật chế mục đích làm cho thanh tịnh tăng đoàn, giúp cho sự chứng ngộ của tỳ kheo và không bị người thế tục chê cười. Nhờ có giới luật mà giúp cho tăng đoàn được thanh tịnh, nhờ có giới luật giúp tăng đoàn được hòa hợp, nhờ có giới luật mà giúp tỳ kheo trong tăng đoàn được bình đẳng. Hòa hợp là hòa hợp tự thân, khẩu, ý, hòa hợp khi bàn diệt và hòa hợp khi giải tán. Bình đẳng là tất cả những tỳ kheo khi chưa xuất gia có thể ở trong các gia cấp khác nhau, từ Bà La Môn, Sát Đế Ly, Phệ Xá, Thủ Đà La, Chiên Đà La, nhưng khi trở thành đệ tử Phật đều là tỳ kheo, đều bình đẳng trong giới luật. Tỳ kheo 250 giới và tỳ kheo ni 348 giới. Hòa Thượng nhấn mạnh, an cư kiết hạ không phải chỉ có trong Phật giáo, mà trước đó Bà La Môn giáo và Kỳ Na giáo đã có. Nhưng an cư kiết hạ của Phật giáo khác với Bà La Môn giáo và Kỳ Na giáo là ở chỗ căn cứ trên giới luật Ba La Đề Bộc Xoa, thanh tịnh, hòa hợp và bình đẳng. Trong bộ nghiệp sớ ghi, thu thúc tâm lại một chỗ gọi là an. Trong bộ tư trì ký ghi, dừng tâm lại một chỗ gọi là kiết, nên an cư kiết hạ là thu thúc thân và tâm lại chỗ. Hòa Thượng cũng dạy về bảy pháp duyệt tránh, bảy pháp dứt sự tranh cãi, để cho hành giả an cư ứng dụng vào trong đời sống tu tập để dẫn đến hòa hợp thanh tịnh. Sau cùng, Hòa Thượng chia sẻ giáo lý căn bản, nền tảng Phật dạy vô thường, duyên sinh vô ngã, hướng dẫn hành giả an cư, tinh tấn quan sát để nhận ra các đặc tính này luôn có mặt, hiện hữu trong các pháp, trong tất cả các sự vật hiện tượng. Chân lý luôn có mặt, luôn hiện hữu. Phật không phải là người sáng tạo ra chân lý, mà Phật đã thấy được chân lý và hướng dẫn mọi người nhìn thấy chân lý ấy.